Tin vui cho tất cả các anh, các chú đang mua giày bên mình, đó là hiện giờ tất cả các đôi giày bên mình đều có một mã số riêng. Và khi chốt giày, mọi người chỉ cần nhắn tin cho mình với cú pháp mã giày cộng với cả size giày, và mọi người sẽ không cần phải chụp ảnh màn hình như trước nữa. Rất cảm ơn mọi người và hẹn mọi người vào livestream sớm nhất nhé.